Rồi, xin chào mọi người. Trở lại với kênh của mình. Đây là video mà mình sẽ thông báo cho bạn về cái kênh của mình. Thì kênh ngoại Đại Nguyễn là kênh chính thức của mình. Nên là mình sẽ chuyển cái kênh Đại Nguyễn này tới về cái kênh chính thức, và mình kênh này mình không có về làm về đề tài là sáng tạo nữa, cũng như chuyên ngành điện nữa. Và kênh này mình sẽ nói về cuộc sống hàng ngày, cũng như chia sẻ những gì tuyệt vời nhất cho mọi người. Còn những kênh mà như sáng tạo về điện á, thì mình sẽ chuyển sang kênh kênh phụ của mình, một kênh khác. Kênh sẽ mình chúc mình sẽ để cái đường link dưới video của mình, video này. Kênh đó kênh CN, cho đặt cho nó dễ dàng hơn. Những các bạn đã theo dõi những kênh của mình đó, thì các bạn ngành điện đó, thì các bạn vô kênh CN đó, các bạn cùng xem ha. Còn kênh này là kênh chính của mình. Giờ những gì về kiến thức về ngành điện hay là sáng tạo gì đó, mình không có để lên kênh này nữa. Mình sẽ chuyển sang kênh CN của mình. Kênh CN đó là mình đặc biệt luôn, mình chỉ chuyên về ngành điện luôn. Mình sáng tạo những gì sáng tạo về ngành điện, cơ điện này. Tại mình học ngành điện mà, điện tử mà, mình chuyên mình sẽ đăng lên đó hết. Và kênh này thì mình làm những video chia sẻ cuộc sống hàng ngày, mong các bạn ủng hộ kênh cho mình nha. Thì cũng cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình, đóng góp cũng như comment cho mình. Thì đó là những nguồn mà động lực giúp cho mình có những lời động viên. Mình sẽ làm thêm một cái video hoàn chỉnh hơn. Thì kênh này thì đây là kênh chính thức của mình nè, kênh Đại Nguyễn. Thì các bạn vào trong web gõ youtube.com gạch sẹt c sẹt Đại Nguyễn thêm chữ N nữa là sẽ ra kênh của mình, kênh gốc của mình. Nên là mình chia sẻ về kiến thức về cuộc sống hàng ngày thôi. Có gì đặc biệt mới hay là mình chia sẻ lên, các bạn hãy ủng hộ kênh cho mình nhé. Còn kênh khác thì mình sẽ chuyển kênh ngành điện thì mình sẽ chuyển sang kênh kênh phụ của mình. Mình làm một cái kênh khác để mình làm chuyên về ngành điện, để nó khỏi có lu bu. Đổi mình kênh này á, mình làm một cái kênh nào đó thì các bạn xem một cái kênh nào đó các bạn cũng thấy rồi. Người ta làm kênh á, thì chuyên về một cái lĩnh vực nào đó, để những người mà người ta đăng ký, người ta đợi để chuông á, mỗi lần chuông báo á, thì người ta biết đăng cái bài video đó về chuyên về cái đó, nó cũng dễ các bạn. Mình làm cái kênh này, mình chia sẻ về sáng tạo, nhưng mà mình cũng muốn có một cái gì đó chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Như là vừa rồi mình vừa đăng cái đoạn video về trồng bí, thu hoạch bí của mình đó, thì mình thấy giữa cái đó với ngành điện nó hơi kỳ kỳ, sao nó ngộ, mình thấy cũng không có hợp lý gì lắm. Nên là thôi mình phân ra một cái kênh riêng đi, kênh một cái kênh chuyên về ngành sáng tạo đi, một cái kênh chuyên về cuộc sống hàng ngày để cho nó dễ. Cũng như là mỗi lần thông báo chuông thì các bạn cũng dễ dàng hơn. Ai tìm hiểu lĩnh vực nào thì tìm hiểu lĩnh vực đó nó dễ. Đó là đoạn video này là mình muốn nói là thông báo cho mọi người, khi mà chuyên ai mà bên sáng tạo mà ngành điện thì mình chuyển sang kênh CN, mình link kênh mình để dưới, các bạn vào kênh đó mình xem video về sáng tạo của mình ha. Còn kênh này từ đây về sau là mình sẽ đăng về kiến thức cuộc sống hàng ngày.
các bạn hãy ủng hộ và chia sẻ, comment để góp ý cho mình ha. Rồi, video đến đây kết thúc. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Video này mình đang mình quay buổi chiều, bạn buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Rồi, xin chào các bạn.